Bây giờ chúng ta nghe các mẫu đàm thoại các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu nghe mẫu đàm thoại số 1 các bạn nhé. Tôi tên là Mary, bạn họ gì? 我叫玛丽，你姓什么？ Tôi họ Vương, tôi tên là Vương Lan. 我姓王，我叫王兰。 Quen biết bạn, rất là vui. 认识你，很高兴。 Quen biết bạn, tôi cũng rất vui. 认识你，我也很高兴。 Chúng ta nghe tiếp mẫu đàm thoại số 2 các bạn nhé. Thưa thầy, thầy họ gì? 老师，您贵姓？ Tôi họ Trương. Bạn tên là gì? 我姓张，你叫什么名字？ Tôi tên là David. Cô ta họ gì? 我叫大卫，他姓什么？ Cô ta họ Vương. 他姓王. Cô ta là giáo viên à? 他是老师吗？ Cô ta không phải là giáo viên, cô ta là học sinh. 他不是老师，他是学生。 Chúng ta nghe lại lần nữa mẫu đàm thoại này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta nghe các mẫu đàm thoại các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu nghe mẫu đàm thoại số 1 các bạn nhé. Tôi tên là Mary, bạn họ gì? 我叫玛丽，你姓什么？ Tôi họ Vương, tôi tên là Vương Lan. 我姓王，我叫王兰。 Quen biết bạn, rất là vui. 认识你，很高兴。 Quen biết bạn, tôi cũng rất vui. 认识你，我也很高兴。 Chúng ta nghe tiếp mẫu đàm thoại số 2 các bạn nhé. Thưa thầy, thầy họ gì? 老师，您贵姓？ Tôi họ Trương. Bạn tên là gì? 我姓张，你叫什么名字？ Tôi tên là David. Cô ta họ gì? 我叫大卫，他姓什么？ Cô ta họ Vương. 他姓王. Cô ta là giáo viên à? 他是老师吗？
Cô ta không phải là giáo viên, cô ta là học sinh. 他不是老师，他是学生。 Chúng ta nghe lại các mẫu đàm thoại nhưng không có dịch phần tiếng Việt các bạn nhé. 我叫玛丽，你姓什么？我姓王，我叫王兰。认识你，很高兴。认识你，我也很高兴。老师，您贵姓？我姓张，你叫什么名字？ 我叫大卫，他姓什么？他姓王。他是老师吗？他不是老师，他是学生。 我叫玛丽，你姓什么？我姓王，我叫王兰。认识你。 很高兴认识你，我也很高兴。老师，您贵姓？我姓张，你叫什么名字？我叫大卫，他姓什么？他姓王。他是老师吗？他不是老师，他是学生。 我叫玛丽，你姓什么？我姓王，我叫王兰。认识你，很高兴。认识你，我也很高兴。老师，您贵姓？我姓张，你叫什么名字？我叫大卫，他姓什么？ 他姓王，他是老师吗？他不是老师，他是学生。 Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ thường xuyên ôn tập lại nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúng tôi hy vọng với cách dạy chậm và kỹ càng như thế này, khả năng ngoại ngữ của các bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận bài học mới tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở bài học lần sau.